Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn cái cách thay wifi của iPhone 6s các bạn ha. Thì lên đến iPhone 6s đó, trước khi chúng ta thay IC wifi thì chúng ta sẽ phải test xem cái máy nó có chính xác là bị IC wifi hay không, hay là bị những cái dòng xung quanh. Còn riêng ở cái máy này mình nhận được thì khách hàng họ bảo là cái máy họ xài bình thường, không có gì hết, nhưng mà khi mà turn on cái wifi lên thì bắt đầu máy nó gặp tình trạng là nóng máy và hao pin. Thì các bạn thấy, thì khi mà các bạn turn on cái wifi lên mà các bạn thấy cái máy nó nóng và các bạn rờ ngay cái khúc camera đó, tại vì con chip wifi của 6S nó sẽ nằm ngay cái khúc đó và các bạn thấy nó nóng ra thì có khả năng là cái con IC wifi chúng ta nó bị chạm. Nên khi mà chúng ta turn on lên á, hoặc là chúng ta bắt đầu chúng ta truy cập vô cái wifi á, bắt đầu cái máy nó nóng lên, bắt đầu nó tuột pin nhanh chóng. Thì ở trường hợp này thì chúng ta sẽ xác định là con IC Wi-Fi nó lỗi 100% rồi, thì bắt buộc phải thay ha, không cần phải đo đạc gì hết ở xung quanh. Tại vì khi chúng ta turn on lên nó mới nóng mà, còn chúng ta tắt Wi-Fi thì nó bình thường. Còn turn on lên nó nóng hoặc là nó báo nhiệt độ vậy thì trường hợp này chúng ta bắt buộc chúng ta phải thay con IC Wi-Fi thôi. Thì ở cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để thay và đồng bộ IC Wi-Fi với cái ổ cứng của iPhone 6S, từ 6S trở lên, 6S Plus, 7, 7 cộng ha, và iPad Pro trở lên. Và các bạn làm Wi-Fi các bạn sẽ phải thao tác vào đến ổ cứng. Rồi, rất là nóng các bạn ha, và các bạn thấy tụt pin nhanh chóng không? 77% thì mình vừa vừa mới turn on lên chưa được 2 phút nữa nó còn 74% các bạn thấy không? Nó tụt pin một cách nhanh chóng luôn. Rồi thì trường hợp này chúng ta sẽ tắt nguồn và chúng ta sẽ tháo cái máy ra, và cái cách tháo máy và cái cách mà đo đạc và làm thì các bạn có thể vào cái trang web icefix.vn hoặc là các bạn có thể tự học sửa online trên cái trang web icefix.solution ha. Thì cái video clip này mình sẽ nói đơn giản là cái cách để các bạn gỡ IC Wi-Fi ra, thay thế con IC Wi-Fi, và cái cách để underline, unbuilding Wi-Fi cho cái ổ cứng iPhone 6s. Rồi, thì ở cái iPhone 6s này khi mà các bạn đục cái con Wi-Fi á, các bạn chú ý con Semi Semi FROM ha, nó rất là nhỏ, nó có 4 chân con IC kiến á, nó nằm kế con Wi-Fi á. Nếu mà các bạn đục cái con Wi-Fi lên mà các bạn thấy như là nó bị đục con wifi lên, mà chúng ta sẽ gắn vào, chúng ta thử liền để xem máy có lên tình trạng như là lên táo tắt hoặc là lên táo xong rồi một chút xíu rồi boot máy, là ta một xíu boot máy không, thì thường là do cái con IC Semi FROM kế bên con wifi trong lúc chúng ta làm nó bị hở chân, thì các bạn chỉ việc đóng lại con đó hoặc là các bạn thay thế nếu nó lỗi. Nên làm cái wifi iPhone 6s này các bạn cố gắng là kêu khách hàng họ thoát cái iCloud ra và các bạn backup data lại trước khi các bạn làm ha, tại vì cái rủi ro nó có chứ không phải là không có. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Quick 858, mình để cái nhiệt là 350 và gió là khoảng ở khoảng 4 để mình khò xung quanh con wifi và cho cái main nó sẽ nóng đều lên trước. Thì các thao tác các bạn làm, các bạn sẽ làm nó cái tình trạng rủi ro, nhưng mà cái main nó cái nhiệt độ nó quá nóng bất chợt nó đứt đường, hoặc là cái con IC đó, nó nóng bất chợt nó chết ha, rủi ro nó sẽ thấp hơn. Rồi, sau đó thì mình sẽ sử dụng Quick 850 và mình chỉnh ở nhiệt độ là 380 và gió ở 1,5 để mình khò, để mình gáy con wifi lên. Cái con wifi của 6S này nó cũng nhẹ lắm các bạn thấy không? Thì cái cách đục wifi và cái cách làm chân wifi á, mình cũng đều đã hướng dẫn rất là kỹ trong cái mục Basic Skill và HQ trong cái web pacific.solution á. Các bạn có thể truy cập vào đăng ký và active account lên để tự học sửa điện thoại online ha, rất là đơn giản. Các bạn thấy không? Nương từ 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 nhẹ nhiệt nó lên rất là ngọt ngào ha. Nếu mà các bạn làm các bạn thấy nó sượng quá có nghĩa là chì nó vẫn chưa chảy ra. Rồi thì chúng ta sẽ phải hút hết chì ra và hút hết cái chì ở trên cái main ra. Thì cái mấy cái thao tác này tất nhiên là các bạn đã truy cập web solution các bạn đã biết rồi đúng không? Rồi các bạn sẽ cạo một cái lớp keo, cạo sạch cái lớp keo trên main ha, để khi mà các bạn đóng cái con wifi vào nó không có bị dướng cái lớp keo này mà đội con IC wifi lên. Ở đây mình sẽ demo cho các bạn cách cạo sơ sơ thôi. Các bạn thấy không? Cạo là phải cạo cho sạch các bạn ha, không để lại một chút keo nào hết. Rồi, các bạn thấy không? Mình sử dụng cái đồ long đao mà đánh khắp thiên hạ ha, không cần phải bất kỳ một cái tool nào mà phải gây gớm. Rồi, sau khi các bạn cạo sạch keo và các bạn hút hết chì zin ra, các bạn sẽ xi một cái lớp chì của chúng ta. Các bạn có thể sử dụng chì nhẹ lửa. Đó, còn đó là con Semi FROM các bạn thấy không? Xi chì nhẹ lửa hoặc là chì bình thường cũng được. Xi ở bên ngoài thôi, còn những cái chân ở giữa là những cái chân mát không cần ha, các bạn xi những chân đó các bạn đóng nó cứng lắm, khó vào lắm. Rồi các bạn sẽ cho một ít nhựa hông với lại xăng thơm, cái dung dịch nhựa hông với xăng thơm á, và các bạn sẽ khò nhẹ lên, khò sao cho các bạn sẽ thấy được cái chân
Phải không? Các bạn thấy được cái chân chì nó tương đối nó chảy ra. Các bạn lấy cái nhíp á, các bạn đưa vô, tại vì cho cái men nó nóng dần lên và cái chì nó chảy ra, các bạn đưa IC và các bạn đóng một chút xíu nữa là nó ok rồi các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đưa con IC Wi-Fi. Một là các bạn mua mới, hai là các bạn có thể lấy từ cái men sát qua. Thì IC Wi-Fi của 6S và 6S LED nó sẽ chung các bạn ha, các bạn có thể sử dụng qua lại lẫn nhau. Rồi, đặt cái con IC Wi-Fi lên đúng vị trí và các bạn khò nhẹ một chút, các bạn sẽ thấy con IC Wi-Fi nó chìm xuống và các bạn sẽ sử dụng cái nhíp, các bạn lắc lắc nhẹ các bạn ha. Rồi. Mình cho thêm một ít cái nhựa thông nữa để cho nó đưa con IC Wi-Fi về đúng cái vị trí tốt hơn và dễ dàng lắc hơn. Đây, các bạn sẽ thấy mình sẽ lắc nhẹ con IC Wi-Fi nó sẽ chạy đi một tí và nó sẽ chạy về vị trí là ok. Đó, các bạn thấy không? Rồi, thì sau khi các bạn thay thế cái con IC cho Wi-Fi iPhone 6S này, các bạn sẽ lắp cái main vào cái máy và các bạn bật lên, các bạn test. Các bạn vào cái setting đó ha, là cái cài đặt đó. Rồi, các bạn sẽ vào cái phần Wi-Fi, các bạn bật lên, các bạn thấy nè, không, nó đâu có bật được đâu, nó không có turn on được, nó vẫn chưa turn on được. Nhưng mà các bạn vào cái phần giới thiệu, cài đặt chung, rồi giới thiệu. Các bạn sẽ thấy ha, địa chỉ Wi-Fi và địa chỉ Bluetooth nó đã có, là lúc này chúng ta đã đóng con Wi-Fi ok rồi, nó mới hiện lên địa chỉ. Còn nếu mà các bạn đóng IC Wi-Fi mà nó vẫn chưa có địa chỉ, có nghĩa là nó đang bị lỗi chỗ nào đó rồi, các bạn cần phải đóng lại hoặc các bạn xem xét xung quanh trụ sở có nhảy đi hay không ha. Thì lúc này có nghĩa là con IC Wi-Fi đã ok, nó đã nhận địa chỉ mà chúng ta vẫn bật tắt không được, có nghĩa là nó chưa có đồng bộ con Wi-Fi với cái ổ cứng. Thì Apple họ cố tình họ làm cái điều này để cho cái khả năng sửa chữa một cái điện thoại nó trở nên thấp hơn, và lúc này chúng ta cần phải gỡ cái ổ cứng lên, các bạn thấy không? Có nghĩa là làm IC Wi-Fi thay thế IC, con IC Wi-Fi lỗi mà thay thế không vẫn chưa được, phải đục ổ cứng lên để đồng bộ, cái địa chỉ mắc ha, có thấy không? Apple họ cố tình họ làm á, nếu mà thật sự như họ giống như cái lỗi nút home ngày xưa các bạn thấy không, nếu mà họ chỉ cần họ fix một chút, họ chỉ cần bỏ cái bảo mật ở trong cái phần mềm iOS thôi, là chúng ta chỉ cần phải thay thế IC Wi-Fi thôi, đâu cần phải gỡ ổ cứng lên đâu. Còn như ở thời điểm hiện tại mình làm như vậy, các bạn thấy mình có để ngày tháng năm ha, là thời điểm hiện tại mình làm là chúng ta khi mà thay thế IC Wi-Fi cần phải gỡ ổ cứng lên. Rồi, sau khi gỡ ổ cứng lên, các bạn sẽ vệ sinh ổ cứng sạch sẽ ha, và chúng ta sẽ đợi ổ cứng vào cái bộ ICT PC Express mới nhất sử dụng main 7 để đúng chiều và cắm cáp vào và bật phần mềm ICT lên để unbuilding. Cái Wi-Fi cũng giống như là Apple họ đóng cửa rồi các bạn, chúng ta sẽ mở cái cửa ra, và khi mà một cái ổ cứng, các bạn chỉ cần mở cái cửa ra một lần thôi, sau này các bạn thay thế IC Wi-Fi không cần làm lại điều đó nữa ha. Rất là đơn giản, cái này là có tool nó làm hết rồi, các bạn chỉ việc mua cái đế về và các bạn bật cái tool lên để ổ cứng vào, đúng không? Sau đó các bạn sẽ mở bọt cho nó. Thì các bạn đừng có thắc mắc là cái tool này sử dụng như thế nào, tại vì khi các bạn đi mua thì cái thằng bán nó sẽ có nhiệm vụ nó tư vấn các bạn sử dụng cái tool ha. Rồi, cảm giác các bạn thấy nó im lặng, nó không báo gì hết, nó yêu cầu chúng ta là phải bỏ cái ổ cứng vào, sau đó hay gắn cáp đúng không? Rồi, có thể là ổ cứng nó chưa có ăn chân hoặc là gì đó, các bạn chỉ việc tháo ổ cứng ra và các bạn bỏ ổ cứng vệ sinh sạch sẽ một lần nữa, bỏ vào cắm cáp, rồi và chúng ta sẽ chỉnh bọt lại một lần nữa, nó sẽ tự động hết. Thì cái tool này ở thời điểm hiện tại là nếu mà sử dụng main 7 á, cái tool này nằm ở giá khoảng 9 triệu rưỡi các bạn ha. Mình có kinh doanh cái tool này, các bạn mua có thể liên hệ mình. Rồi, các bạn thấy không, nó sẽ tự động, nó sẽ hiện ra cái mặt cười, có nghĩa là nó đọc cái ổ cứng ok đó, các bạn info nó cái coi, các bạn thấy không, nó ra thông số ổ cứng đầy đủ, serial number. Rồi, các bạn thấy cái chữ unbuilding wifi không, các bạn chỉ cần nhấn vô một cái thôi là cái cửa nó sẽ mở ra, các bạn thấy không. Rồi, phần mềm nó sẽ báo là unbuilding complete, là hoàn hoàn thành. Sau đó các bạn sẽ lấy ổ cứng, các bạn đóng vào, các bạn thấy không? Nên lúc này thì các bạn có thể là backup full cái data cái ổ cứng, và chúng ta có thể nâng cấp cái ổ cứng lên thành 64GB hoặc 128GB. Thì tại vì cũng cùng một cái công mà gỡ ổ cứng mà, đúng không? Nên chúng ta sẵn thì chúng ta nâng cấp lên luôn, tư vấn khách hàng nâng cấp lên luôn. Còn ở một cái máy zin thì thôi đừng có tư vấn cái điều đó ha. Rồi, cũng giống như cái cách đóng ổ cứng của hầu hết tất cả các iPhone thôi. Các bạn có thể là biết được cái cách đóng này trong cái web, trong những cái clip begin và HQ ở trong cái mục solution các bạn ha. Rất là dễ, các bạn thấy không? Thao tác làm nhanh gọn lẹ. Rồi, bạn sẽ đặt cái ổ cứng vào. Các bạn đừng thắc mắc cái miếng trắng trắng ở trên ổ cứng là cái gì ha. Nó là cái miếng keo tản nhiệt á, để mình dán lên để cho nó cái ổ cứng nó đỡ có lỗi thôi. Tại vì nếu mà làm thay IC Wi-Fi mà phải thay luôn cái ổ cứng á, thì đâm nếu mà cái ổ cứng mà các bạn làm mà xui rủi mà nó chết á,
đúng không? Các bạn thay vô nữa thì cái phần nó sẽ mất đi cái phần lợi nhuận của chúng ta. Rồi, thì các bạn sẽ xé một cái nhỏ ra để các bạn thấy được cái dấu chấm nó nằm đâu thôi, đúng không? Rồi, các bạn đặt ổ cứng cho nó ngay, sau đó các bạn khò một vài dòng và các bạn đưa thêm một ít cái nhựa hông nguyên chất vào để cho nó đưa để cho nó nâng cái ổ cứng lên nó tốt á, nó đẩy. Các bạn thấy cái ổ cứng ha, khi mà chúng ta khò nó chảy ra, các bạn sẽ lắc nhẹ ổ cứng nó chạy đi và chạy về cho những cái chân nó ăn với nhau. Chân ổ cứng nó to lắm các bạn ha, nên các bạn đặt lệch chút xíu cũng không sao. Nhựa hông nó chảy là tự động nó đưa về thôi, các bạn thấy chưa? Rồi, như vậy là sau khi unbuilding cái ổ cứng xong, các bạn đóng vào, các bạn bật lên, các bạn sẽ thấy wifi nó sẽ turn on được. Các bạn nhớ ha, khi các bạn đóng wifi vào, wifi không turn on được, nhưng mà các bạn sẽ phải thấy được cái địa chỉ wifi và địa chỉ Bluetooth nằm trong cái mục cài đặt, đúng không? Rồi, các bạn chỉ việc kết nối wifi và các bạn theo dõi xem nó có còn nóng nữa hay không, pin nó có tuột nhanh nữa hay không. Các bạn thấy chưa, 70% đúng không? Thì ở bây giờ là 11 giờ 52 phút, 70%. Các bạn thấy không? Mình kết nối wifi và mình test sơ sơ cái máy và mình sẽ đợi một thời gian chút xíu để mình xem cái pin nó tụt bao nhiêu, thì các bạn sẽ thấy là ở khoảng 1 giờ 2 giờ đó. Đây, 70%. Nó không có còn tụt nhanh như lúc nãy nữa, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ đợi một vài tiếng. Rồi, 11 giờ 13 giờ 30 phút nghĩa là 1 giờ 30 phút nghĩa là trong vòng 1 tiếng rưỡi test máy này nọ, các bạn thấy không? Pin nó còn 67%, nó không có tụt nữa. Wi-Fi vẫn còn turn on. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ giao cho khách thôi. Rồi, như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.